Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường tiết kiệm điện. Thanh Hóa kỷ niệm trọng thể 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Cục An ninh mạng khuyến cáo về bẫy mua bán tài khoản ngân hàng. Thanh Hóa, sản lượng phát điện của 11 nhà máy thủy điện chỉ đạt dưới 50%. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Theo chỉ thị, phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản và tự tiêu, có nghĩa là phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Chỉ thị nêu, trong nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025, giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện DSM và điều chỉnh phụ tải điện DR ít nhất 1.500 MW vào năm 2025. Phần đầu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà tự sản, tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc, quyết liệt thực hiện tiết kiệm điện. Chỉ thị cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp đối với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể xã hội nhằm tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, hộ gia đình, tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình. Sáng ngày 9 tháng 6, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023, sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày tại buổi lễ nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những đóng góp vô cùng to lớn, những chiến công oanh liệt, lẫy lừng của quân và dân Thanh Hóa trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang, huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Bước vào công cuộc đổi mới, nhất là những năm gần đây, Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là các phong trào thi đua trọng tâm, chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy đưa Thanh Hóa giành được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Để phát huy những kết quả đã đạt được và tận dụng tốt hơn nữa những tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa, nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Tiếp đó, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham luận tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đã làm rõ những kết quả đạt được sau hơn 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, những bài học quý trong xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở, trong thi đua dạy tốt, học tốt, trong phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, trong tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13. Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân, các tác giả được vinh danh, khen thưởng. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Tại buổi lễ, các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Nhân dịp này, các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao chứng nhận cho 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trao chứng nhận cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cho biết đã quyết định tuyển dụng đặc cách cô giáo không tay Lê Thị Thắm ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn làm giáo viên tiếng Anh tại trường tiểu học hoặc trung học cơ sở xã Nhà Đông Thịnh hoặc xã lân cận Đông Yên, huyện Đông Sơn. Thường trực Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Sơn phối hợp với Sở Nội vụ để thực hiện việc tuyển dụng và bố trí công tác cho cô giáo Thắm ngay trong năm học mới 2023-2024. Em Lê Thị Thắm là một trong các cá nhân được tôn vinh và báo cáo tham luận tại lễ kỷ niệm. Ngay từ khi được sinh ra, em đã không có đôi cánh tay. Dẫu vậy, bằng một nghị lực sống phi thường, em đã vượt lên trong cuộc sống và học tập, được đặc cách, được xét tuyển vào trường Đại học Hồng Đức, khoa sư phạm tiếng Anh. Ra trường, Thắm về quê mở lớp dạy học và nhiều năm qua trở thành người truyền lửa, người lái đò thầm lặng cho các em học sinh nghèo ở xã Nhà và các xã lân cận. Bài tham luận của em tại lễ kỷ niệm đã lay động cảm xúc của nhiều người, trong đó có đoạn. Vì cháu nghĩ rằng, trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất, bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu, cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước. Hôm nay, ngày 9 tháng 6, các thí sinh tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Ngày thi đã diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Nhìn chung, trong ngày thi đầu tiên, công tác coi thi, tình hình an ninh trật tự tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Đề thi được đánh giá tương đối vừa sức với học sinh, đồng thời có tính phân loại cao. Để đảm bảo các khâu tổ chức kỳ thi diễn ra đúng quy chế, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức đã đi kiểm tra công tác thi tại thành phố Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn. Tại các nơi đến kiểm tra,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các điểm thi trong việc tổ chức kỳ thi. Qua kiểm tra, tại các điểm thi, công tác bảo vệ, niêm yết danh sách phòng thi đến chuẩn bị cơ sở vật chất đều được thực hiện tốt. Các khâu nhận đề thi, phát đề, bảo đảm quy trình, thí sinh có ý thức làm bài thi và chấp hành đúng thời gian, nội quy phòng thi. An ninh trật tự bên ngoài khu vực thi được bảo đảm. Ngày mai, ngày 10 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn toán, thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận. Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều tài khoản đăng bài có nội dung về việc thu mua, thuê mướn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng. Với việc không ý thức được tính nguy hiểm của việc mua bán, cho thuê thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, nhiều người dân có thể gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, phải đối mặt với nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, phương thức thủ đoạn liên quan đến hoạt động mua bán tài khoản thanh toán rất tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán để vận động học sinh, sinh viên hoặc công nhân, người lao động có thu nhập thấp, hiểu biết hạn chế về pháp luật để mở tài khoản miễn phí hoặc mức phí thấp. Sau đó, thỏa thuận mua hoặc thuê lại chủ tài khoản, từ đó phân phối lại trên không gian mạng để kiếm lời bất chính. Bên cạnh đó, đối tượng còn sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác thay ảnh để mở tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại. Các tài khoản thanh toán không chính chủ này được sử dụng chủ yếu cho mục đích luân chuyển dòng tiền trong các vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, xử lý của lực lượng chức năng. Vì vậy, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân. Cũng liên quan đến vấn đề điện năng mà người dân và các doanh nghiệp đang hết sức quan tâm, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện đạt rất thấp do tác động của nắng nóng kéo dài. Hiện nay, toàn tỉnh có 17 nguồn phát điện đang hoạt động với tổng công suất 2.485,2 MW, trong đó có 11 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy nhiệt điện, 3 nhà máy điện sinh kế và 1 nhà máy điện mặt trời. Do thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài nên lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện rất thấp, làm sản lượng phát điện của 11 nhà máy thủy điện chỉ đạt từ 35 đến 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tổ máy số 2 có công suất 600 MW của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 gặp sự cố kỹ thuật từ ngày 4 tháng 5 và dự kiến đến tháng 7 mới khắc phục xong, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng cung cấp điện lên hệ thống lưới điện quốc gia. Trong thời gian vừa qua, công suất tiêu thụ điện vào các giờ cao điểm trung bình toàn tỉnh là khoảng 1.250 đến 1.300 MW. Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 6, công suất đỉnh lên tới 1.410 MW, vượt quá khả năng cung cấp điện của hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết đang phối hợp với VNPay thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá cho hành khách khi đặt mua vé tàu online dịp hè và thanh toán qua VNPay và các ứng dụng ngân hàng di động. Theo đó, từ nay đến hết ngày 23 tháng 7 năm 2023, tất cả các khách hàng đặt vé tàu hỏa trên ví điện tử VNPay và các ứng dụng ngân hàng di động được áp dụng mã giảm giá VNPay 100, giảm 100.000 đồng khi giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên. Khách hàng để được giảm giá cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng ví VNPay, chọn đặt vé tàu, sau đó điền thông tin yêu cầu, chọn mã VNPay 100. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong bản tin 18 giờ của Báo Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!